Chuyện các nàng công chúa lạc quan, tự tin. Nhà xuất bản Văn học, nhà sách Đinh Tị. Công chúa Ếch Xanh. Ngày xưa có một vị quốc vương già, ngài có ba người con trai. Ba chàng hoàng tử đều vô cùng tuấn tú, họ biết cưỡi ngựa, đi săn, đặc biệt là bắn cung rất giỏi. Cho dù chim bay ở chỗ nào, họ đều ngắm bắn rất chuẩn. Một hôm, quốc vương gọi ba người con đến và nói: "Các con yêu quý, cha đã già rồi, các con cũng đã trưởng thành. Cha rất muốn lấy vợ cho các con." "Thưa cha, cha muốn chúng con lấy ai ạ?" Ba chàng hoàng tử hỏi. "Mỗi người các con hãy cầm một mũi tên và cây cung đến thảo nguyên phía trước. Mũi tên của con bắn ra nơi nào thì các con sẽ lấy vợ ở nơi đó." Quốc vương trả lời. Bà hoàng tử cầm theo cung tên bước đến thảo nguyên. Hoàng tử cả bắn mũi tên về phía đông và lấy được con gái của vị quý tộc. Hoàng tử thứ hai bắn mũi tên về phía nam và lấy được con gái của thương nhân. Hoàng tử út đành bắn mũi tên về hướng tây, vì phía bắc chính là hoàng cung của họ rồi. Nhưng mũi tên không biết bay đến nơi nào mà chẳng thể tìm thấy. Hoàng tử út tìm mũi tên khắp nơi, chàng đến bên rừng cây lớn, cuối cùng tìm thấy mũi tên trong đầm nước. Chàng định giơ tay ra nhặt mũi tên thì phát hiện có một con ếch đang ngậm mũi tên và ẩn mình dưới nước. Không còn cách nào khác, hoàng tử út đành mang theo con ếch và mũi tên về cung. Quốc vương vô cùng vui mừng, không ngờ ba người con của ngài lại nhanh chóng tìm được vợ của mình như vậy. Do đó, ngài nói với các con: "Ta muốn xem trong số người vợ của các con, ai thêu thùa, đàn lát giỏi nhất. Ngày mai, các con hãy mang một chiếc áo đến đây tặng ta nhé." Hoàng tử cả và hoàng tử thứ hai nghe xong, vui mừng trở về nhà, vì họ tin rằng người vợ của họ chắc chắn có đôi bàn tay khéo léo. Chỉ có hoàng tử út là không vui chút nào. Hoàng tử vừa bước vào cửa, ếch xanh liền nhảy đến trước chân chàng, quan tâm hỏi: "Sao nhìn chàng không vui thế?" "Phụ vương sai mỗi nàng dâu tặng cho cha một chiếc áo, ngày mai phải mang đến rồi. Nhưng nàng không có đôi tay thì làm sao mà đan áo chứ?" Hoàng tử út buồn bã nói. Ếch xanh nói: "Chàng yên tâm, chuyện này hãy giao cho em." Hoàng tử út cho rằng ếch xanh đang khoác lác, chẳng thèm để ý mà lên giường nằm ngủ. Đêm đến, ếch xanh nhảy ra ngoài cửa, trút bỏ tấm da ếch, lập tức biến thành một cô gái xinh đẹp. Nàng vỗ vỗ tay và nói: "Bà phù thủy ơi, trước khi trời sáng, hãy chuẩn bị cho cháu một chiếc áo thật đẹp nhé." Sáng hôm sau, hoàng tử út tỉnh dậy, thấy cạnh giường đã để một chiếc áo gấp cẩn thận và thêu thùa rất tinh xảo, tỉ mỉ. Chàng vui mừng cầm lấy nó, rửa mặt mũi chân tay rồi chạy ngay vào cung, dâng lên cho quốc vương. Lúc đó, quốc vương cũng đang xem chiếc áo của hoàng tử cả mang đến. Ngài chỉ liếc nhìn rồi nói: "Chiếc áo này chỉ có thể mặc trong căn phòng u ám thôi." Ngài lại xem chiếc áo trên tay của hoàng tử thứ hai và nói: "Chiếc áo này chỉ có thể mặc trong căn phòng thay đồ thôi." Cuối cùng, quốc vương nhìn thấy chiếc áo trên tay hoàng tử út. "À, chiếc áo này thật đẹp." Quốc vương thốt lên. "Chiếc áo này rất thích hợp mặc trong ngày lễ hội." Hoàng tử cả và hoàng tử thứ hai sau khi về nhà đều kể chuyện kỳ lạ này với vợ. Họ bàn bạc lần sau nhất định sẽ thắng người vợ ếch của hoàng tử út.
Không bao lâu, quốc vương lại gọi ba người con đến và nói: "Hãy bảo vợ các con nướng cho ta một chiếc bánh mì. Ngày mai hãy mang đến đây, ta muốn biết nàng dâu nào đảm đang nhất." Hoàng tử cả và hoàng tử thứ hai vui mừng trở về nhà, chỉ có chàng út là vô cùng lo lắng. Hoàng tử út buồn bã trở về nhà. Ếch xanh nhìn thấy thế lại hỏi: "Chàng có chuyện gì mà buồn thế?" Hoàng tử út nói: "Phụ vương sai mỗi nàng dâu nướng cho cha một chiếc bánh mì, ngày mai mang đến. Nhưng đến tay nàng cũng không có, thì làm sao mà nướng bánh chứ?" Ếch xanh nói: "Đừng lo, hãy để em giải quyết việc này nhé." Đã có bài học lần trước, lần này hai người chị dâu sai một bà lão đi rình trộm ếch xanh nướng bánh thế nào. Ếch xanh sớm biết có người nhìn trộm mình, vì thế đã chuẩn bị bột từ trước, lại mở sẵn bếp lò. Nàng cố ý đổ tất cả phần bột đó vào trong lò. Bà lão nhìn thấy tất cả, vội vàng chạy về nói cho hai người chị dâu biết. Do đó họ làm theo cách của ếch xanh nướng bánh mì. Ếch xanh biết bà lão đã bỏ đi, liền nhảy ra khỏi cửa, trút bỏ ra ếch, lập tức biến thành một cô gái xinh đẹp. Nàng vỗ vỗ tay và nói: "Bà phù thủy ơi, ngày mai trước khi trời sáng, bà hãy nướng cho cháu một chiếc bánh mì vừa thơm vừa mềm nhé." Sáng hôm sau, hoàng tử út tỉnh dậy, trên bàn đã đặt sẵn chiếc bánh mì, bên trên còn trang trí các hoa văn và hoa quả đẹp mắt. Hoàng tử út vô cùng vui mừng, vội vàng dùng khăn bọc lại và mang vào hoàng cung dâng lên quốc vương. Lúc này quốc vương đang tức giận vì chiếc bánh mì đen xì mà hoàng tử cả và hoàng tử thứ hai mang đến, liền hạ lệnh mang chúng đến phòng kẻ hầu người hạ. Khi quốc vương nhìn thấy chiếc bánh mì trên tay của hoàng tử út, ngài vui mừng reo lên: "Đúng rồi, đây mới là món ăn ăn trong dịp lễ Tết chứ." Cuối cùng, quốc vương đưa ra yêu cầu với ba hoàng tử: "Tối mai dẫn theo vợ của mình đến tham gia yến tiệc." Lần này, hoàng tử út vô cùng đau khổ vì vợ chàng chỉ là một con ếch. Vừa về đến nhà, ếch xanh đã hỏi: "Sao chàng lại buồn bã thế? Bánh mì có ngon không ạ?" Hoàng tử út cười buồn nói: "Bánh mì làm ngon lắm, nhưng phụ vương lại bảo ta tối mai dẫn theo vợ đến tham dự yến tiệc. Nàng làm sao có thể tham dự yến tiệc cơ chứ?" Ếch xanh nói: "Đừng lo, tối mai chàng hãy đến một mình trước, em đến muộn muộn một chút. Khi chàng nghe thấy tiếng ầm ầm như tiếng sấm thì đừng sợ. Nếu mọi người hỏi, chàng hãy bảo rằng người vợ ếch xanh của chàng ngồi trong chiếc hộp đã đến." Buổi tối hôm sau, hai người anh dẫn theo người vợ xinh đẹp của mình đến dự bữa tiệc từ sớm. Chỉ có hoàng tử út là đến một mình. Hai người anh cười nhạo chàng: "Vợ ếch xanh của em đâu rồi? Lẽ nào dùng khăn bọc lại rồi?" Hoàng tử út giả vờ như không nghe thấy, không nói gì với họ. Khi mọi người đang chuẩn bị dùng bữa, bỗng nhiên ở bên ngoài vọng đến tiếng động ầm ầm như tiếng sấm. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ thời tiết đẹp thế này làm sao có mưa gió, sấm chớp được. Hoàng tử út vội vàng nói: "Đó là người vợ ếch xanh của em ngồi trong chiếc hộp đã đến." Lúc đó, một cỗ xe sang trọng bằng vàng, sáng lấp lánh do 6 con ngựa kéo đã dừng trước cửa cung điện. Một lát sau, từ trên xe bước xuống một cô gái xinh đẹp. Cô mặc bộ váy áo vô cùng rực rỡ và bước vào đại điện. Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô gái. Hai người chị dâu còn thì thào to nhỏ, cho đến khi họ nhìn thấy nàng bước đến bên cạnh hoàng tử út và ngồi xuống, họ mới hiểu, hóa ra đây chính là người vợ ếch xanh.
Thực ra, người vợ ếch xanh chính là một nàng công chúa nước láng giềng. Vì quá nghịch ngợm, nên cha nàng đã nhờ một phù thủy trông coi nàng. Công chúa rất thích biến thành ếch để hù dọa người khác và thường bảo bà phù thủy biến mình thành ếch xanh. Bây giờ, nàng vừa nho nhã, vừa xinh đẹp, chẳng ai còn dám cười nhạo nàng nữa. Hoàng tử Út thấy người vợ của mình xinh đẹp, đoan trang như vậy nên cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau. Chúng mình sẽ cùng giở sách và phiêu lưu vào thế giới cổ tích kỳ ảo nữa nhé.